lý do sao anh quen trường hợp đó? Đó là chưa chưa biết nhà. Cái này ha, cái buổi làm việc thì nó trình bày rõ là cái sự việc nó xảy ra từ khi mình chuyển thuốc lá trở về, cái sự việc nó xảy ra thế nào trình bày cho nó rõ. Anh Lan với anh Tùng bắt đầu xuất phát lên tới Tô Mo là khoảng 12 giờ. Lấy thuốc lên xe rồi quay về. Khi về tới tới phòng nghỉ thì gặp khi nhận thuốc đó thì hai là trực tiếp nhận chuyển lên xe. À, rồi cái đi ba rồi sau tới đây là còn khi mà lực lượng chức năng bắt lại thì anh Tùng lại vẫn còn ba người. Khi mà thuê gọi điện thoại hay là